Hello mọi người. Anh em ta lại đi kiếm ăn tiếp đây. Rồi, chở căng đét mọi người nha. Hết cọc lên mét nữa. À, các bạn cứ nhìn này, còn nhiều đây. Nguy hiểm. Ôi, cẩn thận. Lún rồi. Xong rồi. Sập rồi. Đấy, sập chưa? Lại sập. Đường quá nguy hiểm mọi người nhé. Đấy, xuống dưới lở rồi. Hơi yếu rồi. Mà trong khi xe thì toàn này, siêu nạc, siêu khủng luôn. Tí là đầu nổ của tao đi rồi. Vác cục đá này đi, để vào cái ránh kia đi. Không, tí lún đấy bố ạ. Đấy, sao có nhỉ? Ok.